pháo tự hành hay được gọi là SPG hay là SBG, thì anh em đọc theo cái phiên âm nào hoặc là tiếng nào. Thì pháo tự hành là một loại xe yểm trợ hỏa lực từ xa trong World of Tanks anh em ạ. Điều đó đồng nghĩa với việc ấy là chiếc xe này rất là ít khi đánh cận chiến cũng như là đi cùng đồng đội, mà chiếc xe này sẽ đứng ở đâu một vị trí ở đó, rất là ở thường thường nó sẽ là ở căn cứ, ở vùng xung quanh căn cứ của chúng ta và bắn tới địch. Đấy. Thì hiện tại thì qua bao nhiêu lần trải qua lên lên xuống xuống rồi chặt chém thông số rồi cưa đi cưa lại, thì chúng ta đến với pháo tự hành ở phiên bản 1.13. Thì chúng ta hiện tại là có 3 loại đạn. Đây, thì mình sẽ cho anh em xem 3 loại đạn. Loại đạn thứ nhất là đạn nổ mạnh anh em ạ. Loại đạn nổ mạnh thì chúng ta có thể thấy rằng ở chỗ này thì nó có ghi, anh em hãy vào đây để ấn Add nhé, để nó sẽ hiện ra cho anh em. Vào đây thì là gây thiệt hại ngay cả khi không xuyên giáp, xác suất gây sát thương có thể rất là nhỏ hoặc cao hơn. Phát nổ gây trực táp có thể chạm giáp hoặc là qua vật cản không thể nảy bật khỏi giáp anh em ạ. Thì cái này thì cái đạn này có choáng, đạn này có choáng thì như mình nhìn nhớ không nhầm ấy, nên 1.13 đạn này ấy, là không có cái phá hủy mô đun hay là chết kíp nái. Được rồi, chúng ta sang cái loại đạn như này, loại đạn HE này ấy, thì mình nhớ là nó tăng vừa tăng sát thương, nó vừa tăng sát thương so với đạn thường nổ nổ mạnh bên trái này, nó vừa tăng cái độ xuyên, nhưng chúng ta sẽ không còn cái choáng nữa, cũng như không còn bán kính nổ cao nữa, bởi vì bán kính nổ chỉ còn bằng nửa cái bán kính bên trái này thôi anh em ạ. Đấy, thì đạn này hình như mình nhớ không nhầm thì cũng có thể gây sát thương kíp nái hoặc là mô đun. Còn đạn xuyên giáp, đạn này là đạn AB, thì anh em có thể thấy rằng đạn AB của chúng ta thì sẽ có độ xuyên rất là cao. Đấy, gấp mấy lần so với lại các độ xuyên của các loại đạn khác. Nhưng sát thương chỉ bằng 2 phần 3 hoặc bằng một nửa thôi, bằng một nửa những cái đạn nổ thôi. Và chúng ta sẽ không có cái bán kính nổ cũng như choáng. Và một điều hay nhất ở cái đạn này có nghĩa là đạn này bay rất là nhanh và góc bắn cũng rất là thấp. Đấy. Còn các loại đạn nổ này thì góc bắn cao hơn một chút. Đó. Mình nói nôm na như thế thôi, còn không biết là còn nhớ không nữa bởi vì dạo này mình không bắn pháo. Đấy, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta chơi pháo trong bản 1.13 trở đi sẽ phải linh hoạt thay đổi các loại đạn, không là sẽ rất là khó có thể là chiến đấu được tốt, bởi vì ấy hồi xưa chúng ta chỉ có đa số là 2 loại đạn là HE và AB thôi, thì HE bắn cũng đau mà AB bắn cũng đau. Lên khi mà lên cái bản nào đó mà update thành đạn đạn choáng ấy, đạn chỉ còn HE choáng ấy, thì HE choáng chúng ta bắn để giảm đam đi một chút rồi, nhưng mà vẫn có thể gây sát thương rất là lớn. Đấy, đồng thời choáng cũng rất là nhiều giây cũng như là rộng. Nhưng hiện tại chúng ta sẽ bị hạn chế được cái việc choáng nhiều hoặc là gây sát thương nhiều rồi, mà thay vào đó chúng ta sẽ phải linh hoạt thay đổi các loại đạn để có thể là thứ nhất hỗ trợ đồng đội bằng cách choáng, thứ hai có thể hỗ 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 trợ đồng đội bằng cách chặt xích, cái thứ ba có thể giết chết địch bằng những loại đạn xuyên vào phát gây đam to đấy, kiểu như vậy. Ok, hiện tại trong World of Tanks của chúng ta chỉ có hình như là 5 quốc gia có pháo thì phải, nếu mình nhớ không nhầm như vậy. Thì hiện tại là mình nói thật với anh em luôn là mình bắn hết tất cả các loại pháo 10 rồi, trừ con T92. Đấy. Trừ con T92 mình chưa mua, mình chưa bắn, còn lại là ác phụ ác chính mình bắn hết tất cả các loại pháo rồi và mình đều biết được pháo của nó như thế nào. Nhưng chỉ là do mình bắn không được nhiều những loại loại pháo khác thôi, nên là mình cũng sẽ không nói được gì nhiều những loại đấy. Riêng hai chiếc 261 này và chiếc GC này mình có thể nói được hoàn toàn chúng nó chơi như thế nào nhá anh em, bởi vì chiếc 261 mình bắn 800 trận rồi và chiếc GC mình bắn 400 trận rồi. Được rồi, chúng ta sẽ đi đến thông số của đi đến cái cây công nghệ, sơ đồ công nghệ của pháo đầu tiên, đó chính là chiếc GWM100. Được rồi, như anh em có thể thấy chiếc GWM100 này nó dựa trên khung gầm của chiếc E100. Đấy, anh em có thể thấy này, thì điều đó đồng nghĩa việc chiếc xe này khá là nặng và đi rất là chậm. Đấy. Chiếc xe này sở hữu cho mình khẩu pháo là 21 cm Mosser 182, 18-2. Và như anh em có thể thấy rằng khẩu pháo này của chúng ta sát thương thì cũng khá là tầm tầm 900 sát thương đạn HE thường, 900 HE đạn chiến thuật và 640 đạn AB. Đấy. Về độ xuyên thì anh có thể thấy rằng độ xuyên thì cũng ổn đấy, 372 mm cho AB, bắn khá là rát. Và quá trình nạp đạn là 39 giây, mắc đồ các kiểu thì có thể xuống được 35 giây anh em nhé, 35 giây.
Và theo mình nghĩ thì chiếc xe này là một trong những chiếc xe có cái loại đạn đi khá là chuẩn trong loại các loại pháo nha anh em. Trong 5 loại pháo tự hành cấp 10 thì chiếc xe này bắn cũng khá là chuẩn, ngang cơ với 261 đấy. Nhưng chiếc xe này lại không được không có cái cabin xoay được, cũng như là cái góc bắn rất là kém. Góc bắn của nó chỉ có khoảng 6 độ mỗi bên thôi, và góc góc hạ là không nhá. Góc hạ nòng là không. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu mà có kẻ địch đang ở trước mặt ấy mà anh ta áp sát ấy, thì khả năng cao chiếc GFUM100 này sẽ rất là khó có thể cận chiến được. Nhưng mà thôi, pháo pháo tự hành một khi đã cận chiến thì xác định là bay màu đi. Và số máu là 510 thôi, nói chung là mình không nói gì nhiều đâu. Cái tốc độ tối đa 40 km/h này nó chỉ lừa người thôi anh em nhá. Chiếc xe lại chạy toàn 22 22 mấy ba mấy km/h thôi. Thôi nói chung chúng ta chỉ tập trung vào hỏa lực thôi. Đấy. Và theo mình nghĩ chiếc GW này nói chung là chúng ta lên đứng một cái chỗ nào thật là an toàn trước. Rồi đánh giá chung về mình đánh giá từ con cấp 5 luôn nhá. Chiếc Greene cấp 5 thì theo mình cũng được, nói chung là cũng không quá là tốt. Bởi vì một khi đã pháo tự hành thì chúng ta phụ thuộc đồng đội nhiều. Đấy, khẩu pháo này cũng được thôi, khẩu pháo 15 cm cũng khá là ngon. Rồi chiếc Hummel. Chiếc Hummel là một trong những chiếc xe mà mình thấy là khá là đẹp. Không biết là có thật không nhưng mà mình thấy nó khá là đẹp. Tổng cộng 714 chiếc. Đúng vậy, nó có thật anh em ạ. Và mình rất thích khẩu pháo 15 cm của chiếc xe này, bởi vì khẩu pháo này bắn khá là rát ở cấp 6 anh em ạ. Rồi về chiếc GW Banzer thì mình nghĩ chiếc xe này là một trong những chiếc xe có thể dùng để làm nhiệm vụ cá nhân rất là tốt. Vì sao? Bởi vì nó có cái cabin xoay được 26 độ anh em ạ. 26 độ là một cái rất là tốt trên chiếc xe này rồi. Đấy. Tất nhiên là khẩu pháo hình như là chiếc xe này có khẩu pháo cũng là 15 cm y hệt chiếc chiếc Hummel thôi, nhưng mà nó được cải tiến về cái đạn AB với thời gian lắp đạn thì phải. Đúng vậy, nó được cải thiện về thời gian lắp đạn, nên là mình cũng khuyên anh em hãy mua chiếc xe này về làm nhiệm vụ cá nhân rất là tốt. Rồi về chiếc GW Tiger B và chiếc GW Tiger thì thôi mình nói chung hai cái này là một nhá, bởi vì nó là khung gầm của Tiger cho nên là khả năng cao đi rất là chậm và nó bắt đầu là bị khóa cái cabin, nó không thể xoay được rồi, cũng như là góc bắn rất là kém. Đấy. Nói chung là khẩu pháo này là dùng chung của GW E100. À đâu không, không không, khẩu pháo này không phải, khẩu pháo này dùng chung với Tiger B thôi. Vậy là chúng ta khi mà chúng ta chơi Tiger B cũng như là chơi GW Tiger, chúng ta sẽ được dùng chung khẩu pháo 21 cm. Được rồi, chúng ta sẽ sang Liên Xô 2261, Object 261. Vâng. Anh em thấy chiếc Object 261 này là một trong những chiếc xe có khẩu pháo, hình như khẩu pháo này khẩu pháo của Hải quân thì phải. Mình nhớ không nhầm, khẩu pháo này khẩu pháo Hải quân 180 được vác về và dựa trên khung gầm của IS-7. Anh em lưu ý này, dựa trên khung gầm của IS-7 nhưng mà bị đặt ngược lại anh em nhé. Có nghĩa là phần trước này với là đầu này, còn đây với là đít này. Đấy, có nghĩa là cái thành phần đít của I7 này. Anh em thấy vui không? Nhưng mà ngược cái là nó lại quay đít lại nhưng mà chạy vẫn nhanh. Đấy, nó lại kiểu vậy. Thì theo mình đánh giá chiếc 261 này là một trong những chiếc xe có đạn bay rất là chuẩn trong World of Tanks, pháo tự hành ấy. Và thời gian lắp đạn của nó hiện tại là nhanh nhất nhá. Nhanh nhất trong tất cả, mình không tính thằng Bát Chát là băng đạn, thì 261 là chiếc xe bắn các loại đạn bay nhanh nhất. Đấy, và mình rất là thích 261 ở cái khoản là đạn bay nhanh thì mình nói rồi, và cái khoản là bắn chuẩn ấy. Bắn chuẩn điều đó đồng nghĩa việc mình có thể dùng đạn AB bắn trúng xe địch ở khoảng cách xa rất là tốt. Đấy, chứ các loại xe khác mà tầm to nhá, bắn ngắm lâu nhá thì hầu như sẽ rất là khó bắn đạn AB. Vì vậy, mình sẽ mang các loại đạn này cho nó phù hợp để nó đều đều một chút. Đấy. Nói chung là chiếc xe này cũng được, nhưng mà đam nó hơi hơi bé một chút, hơi thọt một chút. So với GW thì chỉ thọt mỗi 100 thôi, nhưng mà còn còn đỡ hơn Bát Chát 158 nó còn thọt nữa. Đấy, thôi về đánh giá chiếc xe này 261 này thì nó có một cái đặc điểm rất là tốt là chạy rất là nhanh. Khả năng cao là chạy chỉ thua Bát Chát thôi thì phải, mình nhớ vậy. Chạy 50 km/h hoàn toàn có thể dùng cái tốc độ này để đổi vị trí hoặc là chạy thoát khỏi kẻ địch khi đang tấn công vào căn cứ. Đấy. Được rồi, mình sẽ đánh giá luôn về dòng pháo này thì hiện tại là bắt đầu từ con Su 122A. Chiếc Su 122 này thì cũng dùng khẩu pháo 152 mm, bắn cũng khá là đau, rát hơn chiếc Greene rất là nhiều. Đấy, nhưng mà mình lưu ý về tốc độ tối đa thôi. Về chiếc Su 8. Chiếc Su 8 này thì nói chung là cũng được. Chiếc Su 8 này bắn cũng đau. Nhưng mà mình không thích cái khẩu tự dưng lại đặt cái khẩu pháo mình 152, mình nhớ hồi xưa con Su 8 này bắn đau hơn chứ nhỉ? Hay là mình nghĩ nhầm. Thôi mình bỏ qua đi, con Su 8 này cũng vậy vậy, nó chỉ là con S51 này mới kinh khủng này. Con S51 này, con Su 142 này dùng chung 3 khẩu pháo anh em nhá. Con xe này dùng chung 3 khẩu pháo cho đến cấp 9. Vì thế, khi anh em cày dòng pháo tự hành của tăng Mỹ thì anh em sẽ được giảm tải đi rất là nhiều về khẩu pháo mắc. Đấy.
Thì chiếc xe này cũng vậy thôi, dùng hai khẩu pháo, anh em thích dùng khẩu pháo nào cũng được, nhưng theo mình nhá, theo mình con cấp 7 này ấy, tốt nhất hãy dùng khẩu pháo 152 mm. Vì sao? Bởi vì nếu anh em dùng khẩu pháo 203 mm, anh em lót đạn tận 53 giây cơ. Mắc đồ kiểu chắc là 40 49 giây đi, 4 à không phải 49 mà là khoảng 48. 48 thì anh em 47 48 anh em lót 47 48 trong vòng cấp 6 cấp 7 thì bắn làm cái gì? Mình nói thật với anh em luôn, anh em bắn một viên xong anh em ngồi hút hút một điếu thuốc, uống một cốc trà xong cũng chưa lót đạn xong. Vì vậy theo mình nếu anh em mà bắn chiếc S51 này thì hãy dùng khẩu pháo 152. Rồi về chiếc Su 142 thì cũng dùng hai khẩu pháo đấy thôi, cũng dùng chung hai khẩu pháo cả, thì mình cũng khuyên anh em hãy dùng 203. Bởi vì khi chúng ta lên khẩu pháo 203 trên chiếc Su này chúng ta lót đạn nhanh hơn rồi, 44 giây, mắc đồ có thể xuống được khoảng 38 39 giây. Điều đó đồng nghĩa việc thì cái thời gian lót đạn đấy để bắn 900 đam và 1200 đam thì thoải mái đi, rất là ổn. Và chiếc 212A thì cũng là sự nâng cấp đấy thôi, cũng là dùng hai khẩu pháo, thì theo mình thì cũng hạt bắn khẩu pháo 3 203 nhá, bởi vì bây giờ khẩu pháo 152 này gãi ngứa cho bọn cấp 8, cấp 9, cấp 10 chán lắm. Ok. Lưu ý cho mình ngoài con 261 ra thì tất cả các đám 261 ra thì bọn này đi khá là chậm. Thôi vậy thôi. Rồi về Mỹ. Đây là dòng mà mình khuyên anh em mua nhiều nhất để về làm nhiệm vụ này. Vì sao? Thứ nhất về T92 thì chắc chắn là mình sẽ không khuyên mua về mang về làm nhiệm vụ đâu. Về T92 HMC thì có thể thấy rằng đây là khẩu pháo khá là khủng trong pháo tự hành cấp 10, hình như đây là khẩu pháo khủng nhất và có sát thương hình như là lớn nhất thì phải, hình như hay là ngang cơ với GC ấy, mình không nhớ, nhưng mà khẩu pháo này có sát thương 1100. Đấy. 1100 đạn thường, 1420 và 750 đạn AB và độ chuyên rất là cao 372, nhưng mà anh em hãy lưu ý cho mình, độ phân tán của chiếc xe này cực kỳ là lớn, 0,83 và thời gian ngắm là gần 6 giây. Và chiếc xe này không hề có cabin xoay được. Đấy. Và góc của nó chỉ có khoảng là 12 độ thôi, lớn hơn GW một chút, nhưng mà vẫn không có thể là khắc phục được cái việc nếu mà chiếc xe nào đó chạy chạy ra khỏi cái tầm bắn ấy, cái góc bắn ấy, thì chiếc xe này phải xoay xe, và xoay xe cái là sẽ bị to tâm, nó sẽ bị rất là to. Đấy, khi anh em bắn chiếc xe này thì phải căn ke làm sao thật là chính xác trước, chứ đừng di di chuột theo địch nhá anh em. Rồi hình như chiếc xe này có thật đúng không ta? Có năm trước thì xuất thưởng, ok bị thì dừng lại. Được rồi. Về đánh giá chiếc về dòng này thì theo mình thì chiếc M41 HMC cũng khá là ngon, nên cái con lòng mắc luôn. Chiếc M44 một trong những chiếc xe quá là bá đạo hồi trước 1.13, nhưng mà sau 1.13 thì hơi 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 thọt một chút anh em ạ. Nhưng mà chiếc xe này vẫn còn nguy hiểm nha anh em, bởi vì chiếc xe này mỗi lần có marathon là chiếc xe này được mang ra chạy rất là nhiều. Kinh thật, bầu trời nó cứ phải gọi là ung thư bởi chiếc xe này luôn. Ê, nên là anh em muốn làm nhiệm vụ sát thương gì đó thì hãy mua chiếc xe này cũng được. Về chiếc M12 thì mình không đánh giá cao chiếc M12 lắm, bởi vì sao? Bởi vì nó lại bị khóa nòng rồi, nó lại bị khóa cái góc rồi, cho nên là mình không thích lắm. Nhưng mà được cái bắn cũng rát. M40 43 này, một trong những chiếc xe bắn khá là rát. Đấy, nhưng mà quá trình nhập đạn nó khá là lâu, cho nên anh em phải lưu ý. Nhưng mà chúng ta khi mà lên con M53, M55, đây là một trong những chiếc xe mình rất là thích anh em ạ. Mình đã bắn được hai sẹo rồi, và đây là chiếc xe mà mình mang về làm toàn bộ, gần như lưu ý nhá, làm gần toàn như toàn bộ các nhiệm vụ cá nhân của mình cùng với chiếc 261 và GC, thì mình cầm chiếc xe này nhiều nhất. Vì sao? Thứ nhất, chiếc xe này có một cái cabin xoay được 30 độ anh em ạ, 30 độ là một cái góc rất là lớn rồi đấy. Cái thứ hai, nó có khẩu pháo 8 inch, nhưng khẩu pháo 8 inch này loát đạn rất là nhanh, 40 giây nhá, nhưng mà mắc đồ là xuống được 35 giây, khoảng 35 giây. Thoải mái nhá, thoải mái làm nhiệm vụ anh em ạ, thoải mái làm nhiệm vụ gây sát thương hay là choáng. Nhưng mà hiện tại lên 1.13 thì cũng bắt đầu khó làm rồi, nhưng mà hồi xưa mình dùng chiếc xe này làm rất là tốt. Một điều nữa mình thích đó chính là chạy 56 km/h. Anh em hiểu chạy 56 km/h đồng nghĩa là gì không? Nó chạy nhanh hơn chiếc 261 rất là nhiều. Vâng, anh em không nhầm đâu. Mình sẽ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, khi anh em chơi dòng T92, khi chơi nhánh T92, hãy dừng lại chiếc xe này cho mình để làm nhiệm vụ. Đừng có ham hố lên chiếc T92 mà tưởng chiếc T92 làm nhiệm vụ tốt hơn. Tất nhiên chiếc T92 anh em thích bắn đâu thì lên, nhưng mình khuyên anh em hãy mang chiếc xe này làm nhiệm vụ. Mình rất là tiếc khi mình không lấy ba sẹo chiếc xe này, bởi vì mình làm xong nhiệm vụ pháo hết rồi nên mình cũng bán nó luôn. Thực ra là mình để nó trong gara một hồi cơ, nhưng mà sau chợ đen mình bán. Nhưng mà mình thực sự là mình tiếc khi ông lấy ba sẹo chiếc xe này, bởi vì nó đã giúp mình làm nhiệm vụ cá nhân rất là nhiều. Đây là chiếc xe top 1 để làm nhiệm vụ pháo anh em nhé. Đấy. Được rồi.
Còn bắt đầu bên các công ty khác thì chưa có. Còn anh thì chúng ta có chiếc Conqueror GC. Con Conqueror GC là một trong những chiếc xe có một cái khẩu pháo chim ngắn. Rồi, chiếc GC Conqueror GC hay là CGC. Đây là một trong những khẩu pháo khá là khủng trong World of Tanks, pháo tự hành cấp 10, nhưng mỗi tội nó bé quá. Và như anh em biết rằng cứ nòng bé thì bắn sẽ đạn nó sẽ bay kiểu cầu vồng và tâm nó rất là to. Anh em có thể thấy rằng nếu mà chúng ta xem cái khẩu pháo này thì cái độ phân tán của nó là 1,08, chứ còn lớn hơn cả chiếc T92. Thời gian ngắm của nó là 6,1. Nhưng cái này không quan trọng anh em ạ. Tất nhiên nó quan trọng, nhưng mà không quan trọng bằng việc nó cẩu đạn qua các tòa nhà. Vì thế cái đạn cầu vồng của nó sẽ bị giới hạn lại cái khoảng cách bắn là đâu đó không tới 1 km đâu, mà đâu đó chỉ khoảng 500 đến 600 gì đấy, tôi tùy. Bây giờ không biết đạn thay thế rồi, đạn AB rồi, không biết bắn xa hơn không, mình không biết. Nhưng mà cái chiếc xe này là một trong những xe hoàn toàn có thể bắn được những kẻ địch đứng sau các tòa nhà hay mô đất rất là tốt, hoặc là flat dam rất là ngon anh em ạ. Bởi vì loại đạn của nó có một cái độ nổ lan ấy rất là cao, 13,2 anh em nhé, à không phải 11,6 quên. Và thời gian choáng của nó cũng rất là cao, và mình rất là thích chiếc xe này khi mà hồi đánh rank hoặc là đi đánh clan war mà kẻ địch đứng tụ tập vào nhau ấy, chơi một quả đạn giữa đám đấy cái là mỗi thằng mất 300 máu đến 400 máu chứ đùa đâu, mình nói thật đấy. Và tất nhiên bây giờ lên 1.13 rồi nên là nó cũng phải lưu ý một chút rằng chiếc GC này đã bị thọt, mình nói thẳng luôn, chiếc GC này đã bị thọt. Và dùng khi mà chúng ta dùng loại đạn AB ấy, hoàn toàn rất khó có thể bắn được những kẻ địch mà đang di chuyển, hoặc chỉ cần lung lay nhẹ xe cái thôi, bởi vì đạn nó là đạn cẩu. Nhưng nếu chúng ta bắn chuẩn nhá, nếu chúng ta bắn chuẩn, chiếc xe này hoàn toàn có thể đục vỡ đầu những chiếc xe khác và hoàn toàn xuyên được rất là nhiều đam. Hồi xưa mình còn đục đầu được ông mấy ông E5 vỡ đầu cái mất 1.000 máu rồi. Đấy. Cho nên mình cũng khuyên anh em chơi tay không cứng thì tốt nhất không chơi GC anh em nhé. Rồi đánh giá về dòng này thì chiếc Bishop, một trong những chiếc xe. À thực ra thì dòng của Conqueror GC chỉ có bọn 8 bọn 9 là bị cái à bị không 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 bị cái đạn cầu vồng thôi. Rồi Bishop thì cũng đạn cầu vồng thôi anh em ạ. Mỗi tội chiếc xe này đi khá là chậm, thực sự là đi khá là chậm bởi vì thân của Valentine. Rồi sang con FV304. Đây là một trong những xe rất là for fun. Vì sao nó cũng dùng khẩu pháo của Bishop, nó Bishop thôi, nhưng mà anh em hãy lưu ý là tốc độ 72 km/h. Anh em hoàn toàn có thể thay đổi các vị trí bất cứ chỗ nào anh em thích anh em ạ. Bất cứ chỗ nào anh em thích và bắn. Đấy, di chuyển xong bắn thoải mái, chạy rất là nhanh, rất là for fun, rất là vui vẻ. Rồi chiếc của Crusader SB này còn vui vẻ hơn nữa cơ. Chiếc xe này thì đặt ngược lại của cái thân Crusader, và cái tốc độ tối đa về trước thì chỉ có 14 km/h, nhưng chiếc xe này chạy lùi là 43,5 km/h anh em nhé. Điều đó đồng nghĩa với việc là chiếc có cái chiếc Crusader này ấy, bắn xong có thể là không cần phải xoay xe lại vẫn có thể chạy ngừa, chạy thoát được rất là nhanh. Đấy. Rồi về chiếc FV3 207 và chiếc 3805 thì chỉ là sự nâng cấp của nhau thôi anh em nhé. Đấy, nó đặt ngược của mấy cái thằng mấy con xe Conquero, à mấy con xe Kai Xenix hay gì đấy, và nói chung nó chỉ là sự nâng cấp của nhau thôi. Được rồi, sang dòng cuối cùng có pháo thì đó chính là Bát Chát 15558. Hồi xưa thì Bát Chát 15558 còn hình như là 6 viên đạn à? 6 hay 5 viên đạn trong một băng và bắn rất là rát. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ còn 3 viên đạn trong một băng và delay giữa các viên là 10 giây 49, tổng cộng chúng ta có tổng cộng là khoảng gần 50 giây trong một băng đạn. Nhưng mà chiếc xe này thì anh em biết rằng chiếc xe này là cabin 360 độ anh em nhé. Đây là chiếc xe có cabin 360 độ đấy, cũng 360 độ pháo ấy, hình như là chiếc Bát Chát 155 cũng vậy, 15555 ấy hay là đấy. Thì chiếc xe này thì theo mình thấy là ghi là sát thương trung bình là khá là cao, nhưng mà anh em lưu ý rằng cái khẩu pháo Canon 155 này là phòng pháo cấp 9, và cũng giống như 261 cũng là pháo cấp 9, nhưng mà sát thương của nó chỉ có 608 thôi. Và gần như như độ xuyên của chiếc xe này ấy, thấp nhất trong tất cả thì phải. Đấy. Cho nên là anh em lưu ý cho mình, bắn chiếc xe này nhiều khi ấy bắn không ra đam là chuyện bình thường, quá bình thường ở chiếc xe này anh em nhé. Rồi nhưng mà lưu ý, được cái tốt là chiếc xe này chạy 65 km/h cơ, thân của Bát Chát hay sao ấy, nhưng mà nói chung là chạy rất là phê, anh em thoải mái có thể là di chuyển các góc đấy, để chạy thoát thân các kiểu tùy anh em. Đấy. Rồi về đánh giá dòng này thì theo mình thì mấy con top đầu này cũng vậy vậy thôi, nhìn vừa xấu vừa chả được cảm tình mình gì cả. Dùng khẩu pháo 105mm, trời ạ. Con AMX-13F AM này cũng khá là nguy hiểm anh em, bởi vì bắn cũng khá là rát và cũng khá là chuẩn đấy. Theo mình con này bắn khá là chuẩn. Về con No 15550 này, đây một trong những chiếc xe mà dùng để làm nhiệm vụ cũng rất là tốt ở cấp 8 và bắn chiến tuyến nhá. Chiến tuyến mang chiếc xe này vào kinh khủng luôn. Đấy, anh em thích mang mua về để chơi cũng được, bởi vì chiếc xe này chạy rất là nhanh. 60 km/h thoải mái thay đổi vị trí, và cái khẩu pháo của nó bắn rất là chuẩn anh em ạ.
Đây là một trong những khẩu pháo bắn rất là chuẩn. Đấy. Về trước Bát Sát 5555, 15555 thì nó cũng giống như là trước Bát Sát 58 kia thôi, nhưng hình như cái chiếc xe này không lắp được quạt thông gió bởi vì cabin hở. Đấy, anh em nhìn này, ở trong này trống huých, chả hiểu sao lại hở thế nhỉ. Đấy. Nói chung thì chiếc xe này thì cũng dùng chung khẩu pháo của Lee thì phải. À không phải à? Ủa thì khác nhau à? Đấy, cũng là 155 mm và cũng cấp 9 đây. Nhưng mà nói chung đây là một cái con, nhưng mà hiện tại thì chiếc xe này không có băng đạn anh em ạ. Đấy, nó chỉ là bắn thường thôi. Nói chung là mình thấy bực. Rõ ràng là con cấp 10 có băng đạn thì con cấp 9 phải có băng đạn chứ. Thôi. Được rồi, nói chung đánh giá chung thì theo mình trong toàn bộ 5 chiếc pháo tự hành mình đã đánh giá thì theo mình chiếc GWM100 là chiếc xe dùng để đáng để lên thứ nhất này. Đấy, là một chiếc xe đáng để lên. Và chiếc GW trong Anzer này cũng đáng để giữ lại trong gara để làm nhiệm vụ. Còn bên Liên Xô thì chúng ta có thế 261 thì cũng là một trong những chiếc xe bắn khá là chuẩn và làm nhiệm vụ choáng hay là bắn nhiệm vụ gây đam cũng rất là tốt. Và theo mình nghĩ thì cả đám này ấy, theo mình nghĩ, giữ lại chiếc S51 cũng được, tùy anh em. Ngoài ra thì ở Liên Xô chúng ta có một chiếc xe, đó chính là chiếc Su-144 này, 12 bao nhiêu ấy. Đây, 142. Đây là chiếc xe không khác gì S51, nó cũng có hai khẩu pháo, nhưng mà hiện tại ở trong xe này nó có ba khẩu pháo cơ, chiếc S51 chỉ có hai thôi. Thì đây, chiếc hai một Su 14 này cũng có hai khẩu pháo, nhưng mà nói chung là mình cũng to, anh em nhìn người to đùng, chiếc S51 nó còn nhỏ người hơn. Đấy, nhưng mà chiếc xe này người to đùng nên là anh em thích thì mua, vào đây mua cũng được. Theo mình nghĩ thì nói chung là tùy anh em. Về của Mỹ thì mình cũng đã nói rồi, chiếc M44, chiếc M40 và 43 và chiếc M5355 là những chiếc xe mà mình khuyên anh em hãy giữ lại để làm nhiệm vụ cá nhân. Còn chiếc T92 này thì thôi nhá. Mình nói thật anh em luôn, hãy giữ lại chiếc M55 5355 mà làm và làm nhiệm vụ cho nó sướng. Rồi về anh thì theo mình thì chiếc GC này cũng được nếu anh em bắn chắc tay, hoặc là muốn for fun thì 304 hoặc là Crusader. Về Pháp thì thôi, nói thật anh em luôn, trong cả đám Pháp này nhá, mình thích mỗi chiếc Nori này, No 15551 thế thôi. Đó, anh em nghĩ sao? Anh em nghĩ nghĩ sao về pháo tự hành trong World of Tanks? Và mình nghe nói ở Blitz là chưa có đúng không? Mong rằng Blitz có để xem nó như thế nào. Và mình cũng mong rằng là World mình cũng thêm thắt một chút những chiếc xe pháo tự hành của các nước khác cho nó phổ biến, hoặc là do thời đấy thì cũng không có nên thôi, chắc mình cũng không nghĩ được, trừ khi cậu ấy định lấy những trong bản vẽ ra thôi. Ok. Về pháo tự hành thì theo mình nghĩ rằng là mình không thích chơi pháo tự hành, nhưng mà anh em thấy mình bắn bắn tổng lại cũng phải mấy nghìn trận pháo tự hành rồi anh em ạ. Mình nói thật với anh em, mình bắn tổng mấy mấy nghìn trận đấy chứ đùa đâu. Này, 4.000 trận pháo tự hành nữa nhá, anh em lại bảo là thằng này đéo bắn pháo tự hành xong vào đánh giá như thật, mình chửi đấy. Đấy. Thì chốt lại, pháo tự hành thì cũng là một trong nói gì nói lại, pháo tự hành lại làm được một vài cái nhiệm vụ khá là hay nha anh em. Thứ nhất là nhiệm vụ gấp 3 lần sát thương. Nhiệm vụ gấp 3 lần sát thương quá đơn giản, bọn này chỉ có 500 máu thôi, anh em chỉ bắn khoảng 5 đến 6 viên là đã được khoảng 2.000 thiệt hại rồi. 2.000 thiệt hại anh em đã đủ để có thể làm được nhiệm vụ gấp 3 lần rồi. Hoặc nhiệm vụ phá hủy mô đun, nhưng mà thực ra nhiệm vụ phá hủy mô đun trong bản HE 1.13 này thì cũng chán lắm. Nhưng nói chung ấy, mình nói thật với anh em luôn là ở cái cả hai loại nhá, ở hai bên 279 cũng được có một vài cái nhiệm vụ là sát thương mô đun đấy, khá gấp 3 lần thiệt hại hoặc là gì đó chẳng hạn đấy, hoặc là gây từng đây thiệt hại mà không bị phát hiện đấy. Đấy, nó kiểu như vậy. Thì theo mình nghĩ rằng là pháo tự hành nó cũng giúp cho chúng ta một vài cái nhiệm vụ cá nhân rất là tốt. Đấy. Được rồi. Anh em nghĩ sao về pháo tự hành thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc anh em chơi game vui vẻ và bắn pháo tự hành thật là tốt. Bye bye.